công viên chơi, mùi ăn bánh pizza nha các bạn. Trời nóng quá cho nên mùi ngồi ở chỗ đài phun nước nè. Wow. Mùi ơi, đài phun nước đẹp quá nè mùi ơi. Ha. À, đẹp quá rồi con mở bánh. À, con mở bánh ra con ăn đi. Mở được không? Mẹ mở chưa? À, nó mở đèn là mỗi có đèn cháy nè, đèn sáng nè, đẹp quá. À, đẹp quá à. Hả? À, có mấy đèn không cháy hả? Để mẹ mở bánh cho mọi ăn nha. À, rồi con ăn đi. Giờ con cầm nguyên cái bánh con ăn luôn đi nè. Rồi ăn luôn. Ăn. À, giơ tay rồi hả? Rồi con ăn đi, ăn thử coi ngon không? Ngon quá. Mẹ thử nha. Các bạn ơi, đây là bánh pizza, pizza gì đây? Để mẹ xem. Pizza thịt xông khói nha. Đâu mẹ thang ăn thử miếng coi, coi có ngon không? Bánh nó hơi cứng quá mọi người. Nè con cầm đi. Có cái gì nè, có sốt mayonnaise ở trên nè phải không? Nè có thịt xông khói nè. Hành, có củ hành nữa. Đấy con cầm con ăn đi, đi xuống ăn con. Đẹp quá hả? À. Ừ. Đài phun nước nè. Có đèn màu xanh lá cây nè mọi, rồi đèn màu đỏ nữa mọi. Đèn màu xanh dương nữa kìa. À, đèn màu xanh dương hả? Đẹp quá ha. Đẹp quá. Con ăn nữa đi, con ăn bánh pizza đi. Ngon quá à. Mẹ đi vòng vòng công viên mẹ chơi nha. Có ở đó ăn bánh đi. Công viên Đồng Khởi các bạn ơi. Đây là công viên Đồng Khởi. Bạn muội đang ngồi ở chỗ đài phun nước. Và bạn muội ăn bánh pizza. Thôi chào tạm biệt các bạn nè. Ngon quá hả? À, ngon quá. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Trời nóng quá ha.